Bao Thiên Thai huynh đệ, trong lần này muốn nói những gì hãy suy nghĩ kỹ. Thương Nhi Anh có chức vụ tổng binh này đi thì do Nội Nhi Hà Xích mang tới hay sao? Đương nhiên rồi. Hãy nghĩ xem, nếu Nội Nhi Hà Xích mua chuộc Lý Như Bách, có ý nghĩa gì chúng ta đây? Cho nên từ lúc Lý Thành Lương tới đây nhất định phải nói cho rõ ràng mới được đó. Được, tôi nói. Như vậy Bá Lạc mà theo tôi. Các vị mời. Nhị vừa mới lạc, lâu quá không gặp. Tham kiến Lý đại nhân. Ngồi đi. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Lễ đơn của hai vị bối lạc ta đã qua rồi, thiệt là nhiều quá, bản quan thật sự không dám nhận. Đại nhân tỏa trấn lưu đồng, kể như là khách của nhân dân chúng tôi đó. Dạ phải, cái món quà đó không gì đáng nói đâu. Đại nhân đừng khách sáo mà. Như Bách, còn hãy giữ lấy thể diện cho vị bối lạc đi. Nếu là vậy, ta nhận. Đương nhiên là phải nhận rồi. Đại nhân, ngoài ra chúng tôi còn có những lời muốn nói. Nói đi. Nội Nhi Hà Xích gần đây chiêu binh mọi mạng khắp mọi nơi, so với lúc đại nhân còn tại chỗ này, quân lực là gấp 4 lần ngày xưa. Gần đây hắn lại với Khoa Nhĩ Tâm mua những con chiến mã, đồng trữ lương thảo, hai đạt đều bị phát, trước sau đã phát hiện thám mã của Kiến Châu. Các bộ lạc nữ chân vô cùng không yên đó. Nếu tiếp tục như vậy, Kiến Châu không những là họa hại của nữ chân chúng tôi, e rằng cũng là một đại hoạn đối với triều đình nữa. Sự gì không tới nông nổi như vậy? Đại nhân, chúng tôi tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Đại nhân, Kim Lệ Kiệt nói những lời nói thiệt tình đó. Đại nhân, Nội Nhi Hà Xích không những khuất trương năng lực, con người ngày cũng càng cuồng ngông nữa. Trước mắt là bộ minh lệ. Đại nhân hỷ thừa thánh chỉ, bối lạc của bộ tộc đều có mặt đầy đủ, nhưng mà còn hắn lại không chịu lộ diện, quà cũng không tặng. Điều này đại nhân gần đây có những tin đồn từ Kiến Châu tung ra, nói là chức vụ tổng binh là do Nội Nhi Hà Xích ở tại kinh thành cực lực bảo lãnh đó, vì làm cho nên chừng chúng tôi lòng dân bàng hoàng. Họ đồn cái gì? Họ nói đại nhân có thể bỏ đi chuyện xử lý, trở thành tổng binh khắp mạng thật sự là do công lao của Nỗ Nhĩ Hà Xích đó. Khốn kiếp, hắn thì là to gan. Các nghiên tâm, chỉ cần của ta ở đây thì Nỗ Nhĩ Hà Xích không thể ngốc đầu vậy. Nếu hắn còn dám hưng binh tác loạn ở Lưu Đông, ta sẽ trị tội hắn trước, tuyệt đối không tha. Như vậy chúng tôi yên tâm rồi. Các người lâu lắm mới tới hội thuận này đây, cứ việc ở chơi vài ba bữa. Ta hôm nay đường xa mệt mỏi, hôm khác ta sẽ cùng với Như Bách yến thỉnh nhị vị bối lạc. Hả? Đa tạ lão đại nhân. Đa tạ Lý đại nhân. Cáo từ. Cáo từ. Chà, con tuyệt đối không thể tha cho Nỗ Nhĩ Hà Xích. Lời của bọn chúng không thể có tin, cũng không thể tin hết. Con phải suy nghĩ kỹ lại. Hắn tưởng là giúp đỡ cho con thì muốn làm gì thì làm hả? Theo cha nghĩ, đó không phải là một việc xấu. Mấy chục năm rồi, cái bộ tộc nữ chân tranh tới giành lui, chúng ta vui vẻ chấp tay ngồi nhìn. Cái chuyện này không mấy dễ sợ. Điều đáng sợ là các bộ tộc nữ chân nếu như không có tranh đấu, họ sẽ hợp tác với nhau đối phó với triều đình. Cho nên bây giờ cũng giết hắn trước, không thể để cho hắn nuốt hết các bộ tộc nữ chân. Đương nhiên không có thể đợi lúc đó. Tuy nhiên phải nắm đúng thời cơ, đừng có nông nổi ra tay nha. Con không đợi, một ngày cũng không đợi. Giả tâm của Nội Nhĩ Hà Xích càng ngày càng lớn. Nếu như ngày xưa con còn e dè đối với hắn ta, bây giờ còn lý do gì để sợ hắn nữa chứ? Đừng có nông nổi hành động. Cha thấy con đó, tâm kết đối với Na Tề Á còn chưa có mở ra. Cha nói không sai, cái thù bị cướp vợ hẳn còn hơn trời. Đường đường là Võ Trạng Nguyên, là con trai của tổng binh Lưu Đông, lại không thể giữ được cô gái mà mình yêu nữa. Cách giải tỏa được tâm kết đó là giết chết hắn ta. Về cái chuyện này đi, cha của con cũng có chỗ không đúng. Tuy nhiên cha nghĩ rằng... Cha! Được rồi, không nói những cái đó nữa. Như Bách, đại trưởng phu coi được giảng được, đừng có gì một người con gái, đừng có chấp nhất quá. Như Bách, xưa nay tánh thì của con cởi mở, tại sao khổ nổi trong cái chuyện này con lại nghĩ dớ dẫn như vậy? Những cô gái khác con mặc kệ, nhưng cũng không thể nào quên được Na Tề Á. Nghe nói cô ấy đã có con, không còn tư sắc của ngày xưa nữa. Xưa nay con không để ý tới dung mạo của cổ, mà là trí tuệ của cổ. Cô ta rất hiểu biết lý lẽ. Khi ở chung với cổ,
con không bao giờ biết buồn chán, mãi mãi không biết buồn chán. Nếu như con còn muốn lấy cô ấy, con cần phải suy nghĩ cho thật là kỹ trước. Cái chuyện này đây, chuyện đó không thể loan truyền ra ngoài. Nếu như có người nói cho tới triều đình, họ sẽ cho rằng con đã trả thù cá nhân. Chỉ cần Lưu Đông ổn định thì không có ai gây phiền tới con. Nhưng mà con... Cha, cha đi nghỉ đi, để con ra phía trước coi thử. Con... Đẹp thiệt đó, mấy cái này xưa tới nay em chưa bao giờ thấy. Những cái này đều từ Trung Nguyên tới. Có đồ thiêu của Giang Nam nữa. Bên kia có đồ sứ người Châu đó. Wow, cái đồ trang sức này đẹp quá hả? Xem nè. Bác Nhã Hiền là tiệm lớn nhất ở Trung Nguyên này đó. Ở chỗ này chuyên bán trừng báu. Thôi đi, chúng ta đừng mua nữa. Đi đi, chúng ta có thử. Cảm ơn nha. Bạc trưng báo này đẹp lắm, đẹp lắm đó. Bố Lạc Gia, hôm nay đã mua rất là nhiều đồ rồi, đừng có mua nữa. Thì đi đi mà. Ây à, có đẹp quá, đẹp thiệt đó. Thì mua nhân của Lạc Gia quá đẹp rồi. Thiệt quá đẹp luôn đó. Rồi đi, 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 đi. Đi ca, hội Trung Thành thì là náo nhiệt đó. Cái đó không náo nhiệt đâu. Sau này tao phải dẫn các người tới Kinh Thành. Cái đó mới thật sự là thiên thượng nhân gian đó. Thì nhĩ hai tệ có nói cho em biết, chị ba cũng muốn đi coi thử. Chúng ta đi xuyên con đường đó tới cỡ tại dịch quán trước. Ngày mai tới phủ tổng bình. Chúng ta tới trễ hai ngày rồi, rủ như Lý Như Bách. Ê, cứ mặc kệ nó, đi thôi. Một chức lớn lắm đó, phải rồi, giao mà quá trời luôn, đúng rồi, gia đình hoàng gia quá, cấn thở á, mỗi lạc đó, thì có bộ đồ quá trời luôn á, quá trời, đúng rồi, trân báo á, đây nè, cẩn thận luôn, cẩn thận, giàu có quá mà, cẩn thận đó, châu báu trong đây rồi, cảm ơn bà ơi, mới lật giờ, em đã mua nhiều quá có phải không? Hỉ. Từng làng không hà tiện đối với từng nương đâu. Quân bệnh coi thử nha. Xem qua kìa. Tôi đừng mua nữa. Hỉ, đi mua đi mà. Mình cứ đi mau đi. Đi đi. Đi đi, đi đi. Dạ. Cười rồi kìa. Dễ thương quá. Có vợ rồi cười hoài. Đưa đúng rồi như hà xích. Bộ chúng thấy bộ lạc của chúng ta sắp đến thành Tân Lan rồi hả? Lần trước có cho rằng người con gái kia là thân thích của nhà ngươi mà. Ta đã nói nhà ngươi gạt ta. Làm sao? Ta không nghi quan ở nhà ngươi chứ? Lúc đó tôi còn chưa quyết tâm cưới cô mà. Đừng có nói lẻo mép trước mặt của ta nữa. Ngươi lại dám bội tính bội nghĩa, kết minh với Diệp Hách, chỉ muốn dụ về phía Kiến Châu. Đó không phải là ý của tôi đâu mà. Kim đại ký với dùng bạc của nhà ngươi, một số binh khí rất lớn, ngươi muốn chối nữa sao hả? Cho những người biết nha, ta không tha cho kẻ tư nhân giống nhà người đâu. Bối Lật Gia, Bối Lật Gia, đừng sợ. Cô nương, cô có yêu Bối Lật Gia của cô không? Bộ Chiến Thái, xem ra người cũng thương cô ta lắm. Có phải người cô ấy sâu sắc hay là đồng ca? Đồng ca là mây màu ở chân trời, tôi có thể nhìn thấy, nhưng mà tôi rời không được. A Bơ Hời này là người đàn bà mạng số tôi đã ăn bài rồi. Cô nương, đi chọn đồ của cô đi. Ta phải nói vài câu với Bối Lạc Gia của cô đó. Không, tôi... Đi đi, em đi mau đi, không sao đâu. Bộ Chiến Thái, hãy cho biết dự tính của nhà ngươi đi. Tôi cho Diệp Hách nhiều vàng bạc, tôi cũng cho mấy nhiêu nữa. Không, Kiến Châu không cần tiền của nhà ngươi. Tôi liên minh với Diệp Hách, nhưng mà đánh Kiến Châu tôi không bỏ ra mình chút nào hết.
Cái mà Kim Đại Kiết cần chỉ là bạc của Âu Lan nhà ngươi mà thôi. Mấy binh mã không biết đánh trận của nhà ngươi hoàn toàn không đáng kể. Tôi có thể liên hôn với ông. Tôi mang em gái của tôi. Ta không cần em gái của nhà ngươi. Nếu như ngươi có thành ý, đưa người đàn bà đó tới Kiến Châu đi. Ông đừng có ép người quá nhờ. Ngươi đã hại chết Đông Càn, không lẽ không nên trả lại cho ta một người gái khác hay sao? Tôi tuyệt đối không cho ngủ trong đâu, biết không? Ngươi phải được. Vì ngươi là một người xem mạng sống của nhà ngươi còn quan trọng hơn đàn bà nữa. Ta không miễn cưỡng nhà ngươi đâu. Bối Lạc Gia của ta chờ đợi hồi âm của nhà ngươi đó. Như thế nào? Giờ chứ chuyện gì đã xảy ra? Mà nói cho em biết đi có được không? Không có. Không có gì hết. Ông muốn cái gì vậy hả? Đồ đạc sao rồi? Đã mua xong hết chưa? Em không có cần cái gì nữa hết. Bối Lạc Gia, đi. Chúng ta dậu là con đi kiếm được một chỗ rất tốt, là ở Tự Thành Giao. Cha có thể ăn hưởng tuổi già ở tại Hậu Thuận. Có thể ở được ở đây đương nhiên tốt rồi. Tuy nhiên Liêu Đông không phải là cái chỗ trường trị của An đâu. Cha vẫn không tin con hả? Khải bẩm đại nhân, đô đốc Kiến Châu nội nhị hà xích đã tới rồi. Tới đúng lúc, kêu hắn đợi đi. Dạ. Khoan đã, kêu Trần Hổ dẫn theo 10 tên thì vậy về gặp ta ở Hậu Hoa Sảnh. Dạ. Như Bách, con muốn làm cái gì? Cha, cha đừng nhúng tay vô. Con muốn ra tay với nội nhà xích à? Nuôi hổ thành quạng. Hắn từ một tên thị vệ biến thành bên cạnh cha, rồi trở thành con hổ. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng, chúng ta sẽ có ngày chết trong miệng hổ, cha biết không? Không. Cái chuyện này con phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ở trong nữ chân, chỉ có hắn là nhị phẩm đại viên khâm mạng mà thôi. Sống chết của nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Không có tội danh rõ ràng, con làm sao trả lời với triều đình đây? Nếu như muốn gán tội, sợ gì mà không có. Con cũng đã thảo ra một tấu triệt rồi. Hắn tự khuếch binh mã, ý đồ mưu phản. Diệp Hách, Hà Tây, Ô La, các thủ lãnh của các bộ đều có thể làm chứng. Lần này dù cho hắn có 1000 cái miệng cũng không thể nào chạy tội cho bản thân mình. Cho dù có tội danh đi nữa, luật pháp cũng chỉ có thể giải tới kinh thành do đại lý tự thẩm đoán. Hắn rút đao chống cự, tự chuốc cái chết. Như Bách, con phải nhớ kỹ bài học của cha. Ngày xưa cha ngộ sát phụ thân và tổ phụ của nó, chút nữa đã mất quan chức. Con vừa mới có được quan chức. Khó khăn lắm hắn mới tự mình tới đây đó. Thời cơ để mất, làm sao mà có nữa chứ. Nè, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ ở Kiến Châu binh cường mã trắng, em của hắn là Thư Nhĩ Hà Tề, chắc chắn không có để cho con yên đâu. Nó sẽ mang tới cho con biết bao nhiêu phiền phức. Thư Nhĩ Hà Tề, Nỗ Nhĩ Hà Xích chết rồi, hắn sẽ là đô đốc. Biết đâu chừng nó không hận con, mà ngược lại còn phải cảm ơn con nữa. Như Bách à, hãy nghe lời của phụ thân đi. Cha, cha đừng nói thêm. Hôm nay con nhất định phải giết hắn. Tham kiến đại nhân. Đô đốc Kiến Châu Nỗ Nhĩ Hà Xích mưu đồ tạo phản. Bản quan phụng thượng lệnh tru sát tên nghiệp tặc này. Khi ta quan ly làm hiệu, kẻ nào ra tay nhanh nhất, lão đại nhân sẽ có trọng thưởng. Dạ. Thống binh đại nhân, mời đô đốc đại nhân tới Hậu Hoa Sảnh. Hậu trại có điều bất tiện, tướng quân hãy dừng bước. Đại ca. Hồ Nhị Hán, để ở đây đi, ta trở về liền. Dạ. Mời đô đốc đại nhân.